Chào các bạn, trên tay mình đang là chiếc điện thoại T-Mobile G2, là phiên bản tiếp theo của chiếc G1, là chiếc Android đầu tiên mà T-Mobile và Google đã hợp tác giới thiệu từ năm 2008. Tức là đúng 2 năm sau ngày G1 thì đây mới là chiếc G2. Đây, chiếc này bị khóa mạng bởi nhà mạng T-Mobile của Mỹ. Đây là phiên bản màu bạc. Trên này chúng ta có một số cái tính năng mà nhà mạng muốn nhấn mạnh, như là tốc độ duyệt web nhanh, màn hình cảm ứng, bàn phím trượt, camera 5 chấm, đèn flash, LED và quay phim 720p. Thì mình sẽ tiến hành đồng hộp cái sản phẩm này. T-Mobile G2 còn được biết đến với cái tên khá quen thuộc là HTC Design Z, hay là tên mã sản phẩm là HTC Vision, do HTC phân phối. Đây là cái chiếc điện thoại của chúng ta. Ở đây là một số tài liệu sách hướng dẫn sử dụng, cho phép trả lại rất là nhiều. Ở đây chúng ta có cục sạc, tai nghe stereo và sợi dây cáp USB. Như vậy là pin đã được tích hợp sẵn trong này rồi. Đây là chiếc điện thoại T-Mobile G2 của chúng ta. Thì mặt trước của máy là toàn bộ là cái màn hình cảm ứng 3,7 inch. Và đây là chiếc màn hình sử dụng công nghệ LCD, chứ không phải là AMOLED hay là Super AMOLED hay là LCD thường. Ở đây chúng ta có cái cảm biến ánh sáng ở mặt trước. Ở đây là các nút Home, Menu, Back và Search, thì đầy đủ các tính năng của Google. Thì như các điện thoại HTC sử dụng Android khác, mặt trước chúng ta vẫn thấy một cái bi quang nhỏ. Thì phiên bản trước là dùng bi lăng, còn đây là dùng bi quang, đã thay thế bằng bi quang. Khá ngạc nhiên khi ở cạnh phải chúng ta lại thấy một cái phím chụp hình, điều mà gần như không xuất hiện trên các thiết bị HTC trong thời gian gần đây, kể từ HTC HD. Ở cạnh trái thì có cổng micro USB và hai phím tăng giảm âm lượng được làm liền nhau và bắt sát vào đây. Cảm giác bấm là khá dễ bấm. Cái định máy chúng ta có jack cắm tai nghe 3.5 và nút nguồn. Bạn cũng có thể thấy một phần của cơ cấu trượt ở trên này, nó lõm một phần ở giữa, khá là lạ. Ở dưới đáy máy thì cũng tương tự, cũng lõm một phần ở trong. Mặt sau của G2 thì phần có một nắp lưng làm từ tấm kim loại, đính chữ G2 khá to. Đèn flash LED và camera 5 chấm. Đây là lỗ thoát loa. Viền khung quanh này có vẻ như làm bằng teflon, chống bám vân tay. Còn đây là tấm kim loại nhựa, thì bạn gạt vào cái nút này để mở nó ra. Pin của máy còn chưa bóc siêu nữa. Ở đây chúng ta có thẻ nhớ microSD. Thẻ này là thẻ SanDisk có dung lượng 8GB. Như vậy là G2 không thể thay thế thẻ nhớ nóng. Ở đây là viên pin có dung lượng 1300mAh. Viên pin để logo HTC. Bây giờ thì mình sẽ khởi động chiếc máy này. Đó, logo HTC hiện lên. Trong lúc chờ đợi thì chúng ta tìm hiểu một chút về cái cơ chế bàn phím. Cái bàn phím của G2 khá tốt. Các phím được làm tách rời nhau giống kiểu bàn phím chiếc LED. Mặc dù nó hơi xấu một xíu tại vì các phím bạc làm nổi. Và nhìn về cái cơ chế trượt. Cơ chế trượt này hoàn toàn khác với trượt của G1. G1 hồi trước chúng ta
trượt xoay ngang bàn phím, còn đây là trượt bật lên, không phải trượt thẳng mà trượt vòng. Chúng ta có một đường vòng ở cơ trượt ở đây, ở giữa là bạn có thể thấy một cái cáp nối dữ liệu, và hai bên là hai cái ngàm để đẩy máy. Có thể thấy là bàn phím được làm hơi nổi lên và cái phần ngàm nó lõm xuống cái phần mặt dưới, một nửa máy được làm lõm xuống. Đây là G2. G2 không sử dụng giao diện tùy biến mà dùng giao diện mặc định của Android. Chúng ta thấy những cái hiệu ứng 3D nổi từ phía dưới lên đây. Mặc định thì sản phẩm này sử dụng hệ điều hành Android 2.2 Froyo. Đây, chúng ta có thể thấy Android 2.2. Cái nút cảm ứng ở đây. Có một cái thiết lập khá lạ là Quick Key. Sẽ xem là cái gì. Đây là có vẻ như là ứng dụng phím tắt cho ba cái phím ở trên bàn phím trượt này. Đây, phím 1, phím 2, phím 3. Lần lượt tương ứng với ba phím này, khi chúng ta bấm thì nó sẽ hiện ra một cái chương trình mình cần gọi. Ví dụ bấm vào một trong ba phím này thì máy sẽ hỏi chúng ta là có thiết lập cái phím đó để mở chương trình nào. Khá hay. Mặc định máy cài sẵn khá nhiều ứng dụng của Google. Chúng ta có thể Google Earth, Google Sky Map, Google Translate, Google Latitude, tức là rất nhiều so với các máy bình thường. Hầu hết các máy bình thường đều không cài quá nhiều ứng dụng Google như vậy. Giao diện của G2 nó như các bạn thấy ở ngoài màn hình, chúng ta có tới 7 trang lận, không phải là 5 trang như là trên Android 2.1 nữa. Thì có thể đây là một tùy biến T-Mobile. Họ chia ra thành nhiều trang khác nhau và máy không dùng HTC Sense. Mình thử tải phần mềm trên Market về để kiểm tra xem thông số kỹ thuật của máy. Thì ở đây chúng ta có phần mềm System Hardware Info. Nó nhận đây là T-Mobile G2 do HTC sản xuất và thiết bị tên mã là Vision, chạy Android 2.2, vi xử lý ARM version 7. Đây là vi xử lý Qualcomm mới của Qualcomm là Snapdragon 7230. Nhưng mà tốc độ của máy thuộc phiên bản 8250 hồi xưa, 1GHz. Bộ nhớ RAM 370MB thì có thể là máy dùng 512 RAM. Và màn hình này có độ phân giải 480x800. Có DPI khá cao là 254. Kéo xuống dưới này, chúng ta có thông số về card đồ họa là Adreno 205, một bước tiến mới của Qualcomm khi mà thay thế cái dòng card Adreno 200 cũ là vốn là rất yếu và bằng 205. Cái card 205 này được đánh giá tương đương với sức mạnh của card trên Galaxy S. Đây, chúng ta có một số thông tin về các cảm biến. Máy dùng ít nhất là 5 cảm biến. Ở đây chúng ta có cảm biến máy do gia tốc, đây là la bàn kỹ thuật số, cảm biến định hướng, cảm biến trạng thái, tức là cảm biến ở trên này, khi mà bạn chạm vào thì nó sẽ tự động tắt màn hình khi gọi điện, và cuối cùng là cảm biến ánh sáng, tức là tới 5 cái cảm biến lận. Bây giờ thì mình sẽ thử về cái bàn phím của G2. Các bạn thấy là khi mà trượt ra thì cái phần này nó hơi lõm xuống và đẩy cái bàn phím ngang. Nó ngang bằng, không có tạo góc đẩy lên, nên cái khi mà cầm thì hơi khó chịu một xíu. Mình sẽ thử tạo một cái email. Thử bàn phím G2. Thì cái cảm giác bấm phím là rất là tốt, nhưng mà cái góc nhìn lại chưa được tốt như vậy.
Dùng Android 2.2 nên máy hỗ trợ Flash 10.1. Và chúng ta sẽ thử vào trang nhạc của tôi.com để nghe thử một bài hát trên này. Flash làm cho trang trở nên hơi nặng. Hay bài Hà Nội đi. Thì máy tự động nhận và tải về.